xin được tất cả các bạn đã đồng hành với bạn đã quay trở lại livestream của DTE Brown Beauty nhé. Thì hôm nay chúng mình cùng gặp gỡ một chị khách vừa mới xóa sổ lông mày tại DTE xong và chị ấy vừa trải nghiệm dịch vụ hair shop tại DTE. Thì mình xin chị để quay lại livestream này để cho mọi người cùng ngắm nhìn cận cảnh lông mày vừa qua xóa sổ tại DTE nhé. Mọi người có thể nhìn thấy đây là tình trạng lông mày trước của chị ạ. Lông mày của chị lúc đầu là trước khi quay cây rất là đậm và bị đè cả những góc mực da, mọi người có thể nhìn thấy kỹ những góc mực da như thế này đó. Với những cái tình trạng mà lông mày mà đã từng làm rất là nhiều lần mà thậm chí còn bị đè cả mực da lên nữa rồi thì sẽ rất là khó xóa để xóa sửa. Tuy nhiên với cái công nghệ laser PicoMax tại UK thì có thể đánh bay mọi góc mực một cách tối ưu nhất và an toàn nhất. Một tuần khi mà các bạn qua là các bạn đã có thể xóa được một lần rồi, và sau khi xóa mọi người có thể nhìn thấy lông mày của chị vẫn còn nguyên bản và vùng da của chị không hề bị tổn thương gì các bạn nhé. À, đây là lông mày hiện tại của chị ạ. Mọi người có thể so sánh trực tiếp. Sợi lông mày của chị vẫn còn giữ được nguyên và nền da của chị sau khi mà sử dụng dịch vụ hair shock xong hoàn toàn bình thường, không hề có một hiện tượng sưng nề gì cả. Với cái công nghệ hair shock này là cái công nghệ rất là ưu việt để có thể phù hợp với những người mà đã từng qua xóa sửa các bạn nhé. Mọi người có thể nhìn thấy cái nền cũ của chị gần như là cũng không còn nữa rồi, và những gốc mực da cũng đã được loại bỏ hoàn toàn tối ưu sau khi mà sử dụng công nghệ này, cũng như là sử dụng cái kết hợp cùng với siêu laser của Mắc tại DK ạ. Em là chị, chị ơi, chị hỏi là mình tên là gì vậy ạ? Mình là Linh. À vâng, chị mình có ở Hà Nội không? Có. À vâng, thì chị cho em hỏi một chút thì là chị tại sao lại mình lại biết về đến DK ạ? Mình cũng thấy ở Facebook và thấy là cũng thấy là hậu kỳ duyên. À vâng. Nên thì lắng mày rất là đẹp. Thăm khám và làm. À vâng, thì khi mà qua đây mình được thăm khám và mình có thể nhìn thấy tận mắt những cái khách hàng đã từng sử dụng dịch vụ tại DK, thì là mình tin tưởng và mình quyết định làm ở đây đúng không ạ? Dạ vâng. Chị ơi, thì sau khi mà mình trải nghiệm dịch vụ tại DK xong, lông mày chị cũng có thể nhìn thấy rồi đấy ạ, thì mình có cái cảm nhận và đánh giá gì về dịch vụ của DK không ạ? Xong rất là tốt, làm không bị đau, không bị mề quá. Mỗi lần làm xong các bạn mua cho mình cái gì nó rất là dễ chịu. À, vâng. Thì cái dáng mày của mình sau khi mà mình làm xong, mình có ưng hoàn toàn được cái dáng mày này không? Rất là hài lòng. À dạ vâng, nó đã che được tối ưu những cái nền cũ xấu hỏng của mình rồi đúng không ạ? Dạ vâng, thì nếu mà chị có thể cho tất cả các khán giả mình biết là có nghĩa là mình có thể gửi gắm gì, những cái lời gì của mình đến tất cả những khán giả đang xem livestream hiện nay được không ạ? Thì nó là mày mình sửa rất là nhiều lần rồi và nó bị lên màu khá là đậm, nên là mặt mình khá là dữ. Thế là mình nghĩ là nếu như mà những cái người mà đã làm mày nhiều rồi thì có thể qua mà muốn thay đổi thì có thể thử qua đi cây thay đổi. Vâng, tin tưởng và lựa chọn đi cây đúng không ạ? Mọi người cùng một lần nữa ngắm nhìn lại lông mày của chị nhá. Đây ạ, mọi người có thể thấy sợi mày lên rất là đẹp ạ. Cái công nghệ hair shock này là cái công nghệ hiện nay là công nghệ hiện đại nhất thế giới. Chuyên gia sẽ đi sợi bằng máy, chính vì thế mà sợi rất là nét. Mọi người có thể thấy được cái độ chuyển hiệu ứng 3D rất là rõ nét của cái công nghệ này, đậm nhạt rất là rõ ràng ạ. Em cảm ơn chị nhé. Thì em chúc chị sẽ luôn xinh đẹp và có một chân mày thật là ưng ý để mình có thể tự tin ra ngoài đường, chứ còn không còn phải là những đôi chân mày mà nó quá đậm hay là quá dữ nữa. Em cảm ơn chị. Vâng, nếu mà tất cả các chị em đang xem livestream này mà đang có nhu cầu muốn qua đi cây để xóa sửa lông mày thì có thể lắng nghe những cảm nhận vừa rồi của chị để có thể có thêm những thông tin về dịch vụ của đi cây, cũng như là nếu mà ai mà vẫn còn đang thắc mắc nữa thì có thể comment trực tiếp dưới livestream này, cũng như là inbox trực tiếp qua Facebook của đi cây Eyebrow Beauty để được các bạn chuyên viên tư vấn của đi cây tư vấn thêm về dịch vụ nhé. Và đặc biệt là cái thời điểm cận Tết này rồi, đi cây rất là đông những chị em qua làm đẹp. Nếu mà chị em nào mà muốn qua đi cây thì vui lòng đặt trước cho bên cây để bên mình sắp xếp chuyên gia cho các bạn để tránh trường hợp mà mình qua mà không làm được các bạn nhé. Và không để làm mất thời gian của mọi người nữa, mình xin phép được dừng lại livestream này tại đây ạ. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người những livestream tiếp theo ạ. Xin chào.